Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hạt Độc Sơ Rái Bắc Tây Nguyên. Thì hôm nay bên em có về được một số loại lan rừng cho hoa rất đẹp của khu vực rừng Con Tum nha mọi người. Thì trong đó thì em có thứ nhất là lan sừng trâu nè, thứ hai thì có một bụi thanh đàm hàm long rất đẹp đây, thứ ba thì em có một ít phần lộng hoa tím nha mọi người. Tiếp theo nữa là em có đơn cam của vùng Con Tum. Tiếp theo nữa là có bạch hổ hoàng, hoa rất đẹp dễ thương. Lan hài táo rất là hiếm đây nha mọi người. Rồi em có một ít phần lan hạt đỉnh nâu. Đây là loại địa lan theo em đánh giá là hoa đẹp nhất nha mọi người. Tiếp theo nữa là em có một ít hoàng phi hạt. Rồi đó, hoàng phi hạt là loại hoa nở tết cực kỳ đẹp luôn. Em sẽ quay lần lượt từng loại như báo giá cho mọi người luôn. Thì đầu tiên là em xin giới thiệu với mọi người đó là lan hạt đỉnh nâu trước nha. Hạt đỉnh nâu là một loại hạt đỉnh, là loại địa lan cho hoa rất đẹp và đặc biệt là cực kỳ dễ trồng, dễ chăm sóc luôn. Loại này thì mọi người về có thể là trồng vào chậu gồm đất, cát với phân chuồng hoa mục là được rồi. Giống như là trồng cây cảnh bình thường thôi, là cây nó sẽ phát triển rất là nhanh, khỏe và rất là dễ trồng, dễ chăm sóc luôn. Loại này thì mọi người trồng xong có thể đặt ở dưới cái giàn lan của mình là được nha, tránh ánh nắng trực tiếp là được. Đó, rồi tưới tiêu chăm sóc bình thường thôi. Một phần như vậy thì có giá là 250.000 nha mọi người. Đó, phần hạt đỉnh nâu như có giá 250.000. Đó, thì có một số phần thì nó đã hoa rồi, còn một số phần thì đang nụ hoặc cũng có một số phần là chưa nụ luôn. Đó, thì nói chung là lúc quay em sẽ quay nguyên đây, còn lúc gửi thì em sẽ cắt ngang đây để cho các bác anh chị về. Thứ nhất là cây nó đỡ mất sức nè, thứ hai là vận chuyển nó đỡ tốn cước hơn nhé mọi người. Rồi thì đây. Đó, một phần thì nó cũng được tầm cỡ 4-5 củ, 5-6 củ gì ạ, tùy phần lớn nhỏ thôi. Em chia nó cũng tương đối là đều nhau rồi. Đó, phần nào cũng như phần nào thôi nhé mọi người. Hạt đỉnh nâu này thì lâu lâu mới gặm lần thôi, và nói chung mỗi lần về thì hết rất nhanh. Thì các bác anh chị có nhu cầu sưu tầm hạt đỉnh nâu về làm giống thì có thể đặt mua nhé. Hạt nâu thì ngoài chơi hoa rất đẹp rồi, hoa nó cực kỳ to nhé. Hoa mỗi khi ra hoa nó từ dưới gốc nó sẽ mọc ra một cái vòi hoa dài hơn 1 mét luôn, và những bông hoa rất là to nhé mọi người, rất to, lâu tàn chơi cả tháng luôn nha. Đó, rất là đặc điểm của cái loại hạt đỉnh nâu này. Bởi vậy thì tất cả các bác anh chị chơi lan thì đều có muốn sưu tầm cái loại hạt đỉnh nâu này về làm giống. Rồi giá là 250.000 một phần. Thì sau cái hạt đỉnh nâu thì em giới thiệu là tới cái hoàng phi hạt nhé mọi người. Hoàng phi hạt đây là hoàng phi hạt của rừng Chumorai Con Tum. Thì hôm nay thì em được về được ít phần thôi. Thứ nhất là em xin giới thiệu là cái loại rời nha. Thì em nay có loại rời, loại dề. Loại rời trước đây. Đây, đầu tiên là có hai phần rời đây. Phần thứ nhất này. Phần thứ hai nè. Cây đều khỏe mạnh nha mọi người. Và loại hoàng phi hạt đặc biệt cái là hoa nó nở vào dịp Tết nữa, nên là mọi người về chăm một thời gian nữa thôi là chúng ta có hoa để chơi luôn. Hoàng phi hạt này thì đây lại rời nhưng mà cây rất là khỏe mạnh cứng cáp, cho dành cho các bác anh chị thích mua về chúng ta tự ghép hoặc là có thể trồng là lấy cỡ 1-2 chậu gì đó, nhiều chậu thì mua loại rời này. Rồi phần thứ nhất đây, phần thứ hai đây cũng tương tự thôi, em chia nó cũng khá đều nhau rồi. Hai phần này thì mỗi phần là 250 nhé mọi người, 250 một phần. Rồi loại rời tiếp theo là loại dê, hàng dê đây. Hàng dê đây thì dành cho các bác các anh chị thích về trồng luôn, đỡ phải mất công ghép nhiều. Là dê này thì một dê nè và hai dê đây. Mỗi dê ở đây thì có giá là 300.000 nhé mọi người. Để em bỏ ra đây quay cho nó rõ ha. Rồi dê ở đây thì em được một thân tơ nè, hai thân tơ nè, ba thân tơ nè, ngoài ra có hai thân tơ để xuống lá, bốn thân tơ, năm thân tơ, tổng cộng là 5 thân tơ nhé mọi người. Đó, nguyên dê này về mọi người chỉ việc trồng vào chậu than vỏ thông hoặc là ghép gỗ lũa là được rồi. Loại này rất dễ trồng, dễ chăm sóc thôi. Rồi dê này có giá là dê này có giá là 300.000 nhé mọi người. 300.000 dê đây cũng vậy, dê đây giá cũng 300 luôn. Dê đây thì một thân tơ nè, hai thân tơ nè, ba thân tơ nè, có thân tơ đã xuống lá nè, bốn nè, năm cái thân tơ nhé mọi người. Năm thân tơ thì sắp tới nở hoa rất là sai luôn. Đây rồi về thứ hai này có giá cũng 300 luôn. Tiếp theo nữa thì em có một cái dê rất đẹp đây.
Đó, giờ này thì có giá là 500 nha mọi người, 500 ngàn. Rồi thì em đếm thân tơ cho mọi người xem đây, nó nguyên dê nha, nguyên một mảng đây. Về mọi người kiếm cái chậu đẹp đẹp chúng ta trồng vào trời hoa Tết. Một nè, một thân tơ nè, hai thân tơ nè, ba thân tơ nè, bốn thân tơ nè, năm thân tơ nè, sáu thân tơ nhé mọi người. Đó, và đây tới Tết á, mỗi một cái mắt lá này nè nó sẽ xuống lá đúng không, xong mỗi mắt này nó sẽ ra một cái vòi hoa rất là to. Nói chung là nó nở sai lắm, hoàng phi hạ con tôm nở hoa cực kỳ sai luôn, nên là mọi người về lúc tới Tết á, sẽ có một cái chậu chơi hoa rất là đã, và hoa nó nở kéo dài dai dẳng cả tháng luôn đó. Một lần nở mấy mắt luôn, và hết mắt này thì tới mắt khác là nó nở, nở thay nhau, nở liên tục luôn. Thì hoàng phi hạt là một trong số những cái loại lan Tết nào em cũng sưu tầm một vài chậu về chơi Tết luôn, ai tới nhà cũng khen hết. Rồi cái dê này thì có giá là 500 nhé mọi người, dê rất đẹp đây. Rồi rồi hoàng phi hạt hai phần rời, mỗi phần là 250, có hai loại dê đây, mỗi dê là 300, con dê đẹp đây thì giá 500 nhé mọi người. Rồi, tiếp theo nữa là em xin giới thiệu lan bạch hổ hoàng. Bạch hổ hoàng là một cái loại lan rất là dễ thương luôn, hoa cực kỳ dễ thương. Cái đúng cái tên gọi của nó thì bạch hổ hoàng đúng không, thì tức là nó cái tên nó đặt theo cái loại hoa của cái loài này thôi. Thì hoa nó là năm cánh trắng nè, họng đỏ nè, lưỡi vàng đó, bạch hổ hoàng đó. Rồi và cái loại bạch hổ hoang này thì nó nguồn gốc xuất xứ là từ khu vực rừng Măng Đen của Tum nhé mọi người, một cái khu vực rừng thông. Đó, thường thì cây này nó hay mọc trên những cái cánh rừng thông lắm. Loại này thì cái thân nó ú nù đã lắm, ú nù mập mạp nè. Và cái, mọi người lưu ý là cái giống của hoang quý hạt thì nó ngắn thôi, cây mấy cái thân của nó tròn tròn như ngón tay thôi. Đó, rất nhỏ đấy thôi, nhưng mà hoa rất to nha. Đây cây nó nhỏ nhỏ, cái này là cái giống của nó thôi chứ không phải là cây nhỏ cái yếu gì đâu. Đó, giống nó vậy thôi. Về loại này thì mọi người có thể ghép gỗ lũa ok nhé. Bạch hổ hoàng này thì ghép gỗ lũa đó, khá là ok, và cũng không cần thêm rong rêu gì đâu, nó cũng không có ưa ẩm lắm. Rồi và một phần như vậy nói chung cũng được khá là nhiều mọi người. Một phần vậy thì có giá là 250 ngàn nhé. Đây bên đây cũng vậy. Và mọi người lưu ý là cái loại bạch hổ hoàng đây cũng là một cái loại lan nở Tết nha. Tức là mọi người về chăm thời gian nữa thôi, tầm cỡ đầu năm là hoa nó sẽ nở, và cái mùa hoa nó kéo dài dai dẳng từ tầm từ Tết qua tới tháng 3 tháng 4 luôn. Đó. Nó cứ nở hết chùm này tới chùm khác vậy. Rồi, hoa cực kỳ đẹp luôn nha. Mọi người chưa biết mặt hoa của bạch hổ hoàng có thể lên Google search. Đó, đây là một trong số những cái loại lan cho hoa cực kỳ đẹp luôn. Rồi một phần vậy là giá 250 nha mọi người. Nói chung các phần em chia tương tự nhau rồi, phần nào nó tương đối như nhau thôi. Rồi hôm nay thì có 1, 2, 3, 4, 5 phần thôi. Giá 250, bạch hổ hoàng hoa cực kỳ đẹp luôn. Tiếp theo nữa là em có một cái loại lan hài nữa. Thì ở Con Tum thì lan hài nó phân bố thì thường hay có các loại như là hài vân, này, hài vàng và hài táo đó. Thì các loại hài này thì cũng khá là hiếm, và lâu lâu thì mới xuất hiện một lần nữa nhé mọi người. Thì hôm nay thì bà con đi rừng về được một số dê, em đã chia ra thành từng phần vậy. Cho các bác anh chị có nhu cầu mua thì cứ đặt liên hệ, đặt theo số điện thoại trên tiêu đề em là được nhé. Đây thì có 1 dê, 2 dê, 3 dê, 4 dê, 5 dê, 6 dê, 7, 8, 9 tầm 8, 9 dê nha mọi người. Đó, là hài táo. Hài táo thì có giá là 250 ngàn một phần nha mọi người. Đây các phần em chia tương tự nhau như nhau rồi. Thì nói chung cũng có dê to, dê nhỏ thôi, bù trừ qua lại thôi, hàng rừng mà. Thì về trồng rất là khỏe. Đối với cái loại hài táo này nè, tới cái mùa hoa của nó, tầm hoa tầm cỡ tháng 4, tháng 5 á, thì mỗi cái thân đây nè nó sẽ mọc ra một cái vòi rất là dài, và hoa rất to. Cái phần lưỡi của nó giống như là một cái chít dài vậy mọi người, giống chít hai vậy, và nó có hai cánh vây lưng hai bên nhìn rất đẹp luôn, và hoa cực kỳ lâu tàn nha. Hoa rất to, hoa hài táo rất to và lâu tàn nữa. Đó, mọi người có thể trồng ít chậu, như ví dụ như một cái
một cây vậy nè là mọi người có thể trồng được một chậu rồi. Các bác anh chị thích ví dụ trồng chậu lớn có thể trồng nhiều cây lúc cũng được, hoặc là chúng ta trồng lấy nhiều chậu và đặt trên bàn làm việc nữa, tới cái mùa hoa nó mọc ra một cái bông hoa hai rất to, nhìn rất đẹp nha. Rồi thì hôm nay em có ít phần hải táo thôi, giá 250 một phần nhé mọi người. Đây các phần nó, em chia nó tương tự nhau rồi, hàng mới về khá là xanh tươi. Rồi 250 một phần nha. Thì hôm nay em có mấy phần đây thôi. Tiếp theo nữa là em xin giới thiệu với mọi người là lan đơn cam nha. Đơn cam là một trong số những cái loại lan quý hiếm bậc nhất hiện nay luôn, và nó cũng nằm trong top các loài lan quý hiếm của rừng Việt Nam. Thì hôm nay thì bên em về được một ít đơn cam, và đơn cam này thuộc rừng Đắc Côi tỉnh Kon Tum nha mọi người. Đó, bà con mới đi bóc về luôn. Và mọi người xem đơn cam mùa này nè, ở Kon Tum thì đơn cam nó đã bắt đầu xuống lá và chuẩn bị Tết luôn. Thì mọi người về chăm thì khả năng đợi Tết đợt này là kịp hoa để mọi người về chơi luôn. Đó, đơn cam thì nói chung giá nó khá cao, thì em chia ra cái phần vầy cho mọi người dễ sưu tầm. Một phần vầy thì có giá là 250.000 nha mọi người. Đó, thì cũng được khá dễ về cho mọi người trồng lấy một hai giò làm giống nha. Đây có những cái thân này thôi, thân nhỏ nhỏ vậy thôi mọi người, cái giống đơn cam luôn á, thân nó ngắn ngắn cỡ vai thôi, nhưng mà tới mùa hoa nó ra thành từng chùm này rất là sai luôn á. Nhỏ nhỏ vậy hoa cực kỳ sai nhé, và hoa nó có một màu cam tuyền luôn, rất là rực rỡ. Cái cánh, cái phần cánh, năm cánh nó vuốt cong ra đó, và phần lưỡi nó có hơi sọc sọc trắng trắng cam cam rất đẹp. Rồi một phần này có giá là 250 nha mọi người. Thì hôm nay em có 1, 2, 3, 4, 5 phần thôi, thì trong đó nó có cả hàng rời và hàng nguyên bản nha. Nguyên bản thì được 1-2 dê thôi, còn lại đa số là hàng rời. Loại này thì đơn cam này thì mọi người cứ ghép bộ lũa nha. Cái mùa này là mùa đơn cam xuống lá là cây nó khỏe nhất rồi. Về ghép rất dễ, cứ dùng ghim bấm hoặc là dây rút á, mọi người cố định vào gỗ lũa là được. Sắp tới có hoa chơi luôn. Đó, một phần vầy. Rồi 250 một phần nha mọi người. Rồi, đơn cam, hoàng thảo đơn cam, loài lan cực kỳ quý hiếm luôn, hoa tuyệt đẹp. Tiếp theo nữa là em xin giới thiệu với mọi người là em có ít phần lan lọng tím nha. Và lọng này là lọng hoa tím, một cái loại lan lọng hoa cho hoa rất đẹp. Thì máy này bà con đang đi rừng về thì được ít phần đây. Đó, thì em chia ra thành các phần để bác anh chị về trồng. Loại này thì mọi người về có thêm thể trồng vào chậu vỏ thông hoặc than cũng được nha. Đó, nó cũng khá dễ trồng thôi. Cái đặc điểm dễ nhận biết nhất là cái phần thân củ nè, củ nó giống thanh đạm, và phần lá, lá thì nó có một lá và cái mặt lá sau nó tím. Đó, hoa thì mọc thành chùm màu tím rất đẹp. Rồi đây thì một phần này có giá là 200.000 nha mọi người, 200.000 cho phần hoa lan lọng tím, một cái loại lan lọng rất là hiếm. Và đây đây con nói chung là dạo này thì bà con về đường ít lọng đây, thì không biết sắp tới thế nào có lại nha. Các bác anh chị muốn sưu tầm cái lọng hoa tím, hoa rất đẹp đây, thì có thể là liên hệ đặt mua nha. Nay em có mấy phần nha. Đó, rồi cứ 200.000 một phần nhé mọi người, 200.000 về mọi người trồng lấy 1-2 chậu cũng được. Đây thì bà con người ta cột buộc buộc lại thành từng bó nha. Về mọi người có thể gỡ mấy dây này ra, thì bắt đầu chúng ta có những bụi chúng ta ghép. Rồi 200.000 một phần nhé mọi người. Một phần thì được từng đây nha, tầm này đó, một phần. Tiếp theo nữa là em xin giới thiệu với mọi người một cái loại lan cho có cái giả hành khá đặc biệt, và loại lan này có tên gọi là sừng trâu nhé mọi người. Lan sừng trâu này thì đây, phần thân nó thì nó có những cái lá nó thì nó tròn, nó bo tròn mà đó, nhìn giống như là cây bút nhỉ, và nó mọc cong 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 nhìn giống là y chang như sừng trâu thôi. Đó, nên là cái đó cũng là cái cách dấu hiệu giả hành nhìn bên ngoài để người ta đặt tên cho cái loại lan này. Nhìn y chang như sừng con trâu vậy. Rồi loại này thì mọi người về ghép bộ lũa hoặc trồng vào chậu than vào thông cũng được nhé. Nói chung về cái loại này thì mọi người về sưu tầm làm giống. Một phần vài thì được tầm 8-9 dê nha. Về nói chung trồng tha hồ. Rồi đó. Anh nhìn nha, nói chung cũng được khá nhiều mọi người. Đây, lan sừng trâu thì hoa của nó mọc thành từng chùm nha.
Đỗ mùa hoa sẽ ra thành từng chùm hoa và hoa nó trắng nè, hồng vàng vàng, cánh hơi trắng tím tí, đó, thành từng chùm. Rồi, một cái loại lan cho có dạ hành rất đặc biệt. Các bác các anh chị nào thích sưu tầm những cái loại lan dạ hành độc lạ thì có thể mua nha. Rồi, sừng trâu thì có giá là 250.000 một phần nhé mọi người. 250.000 một phần sừng trâu về chúng ta sưu tầm loại lan dạ hành rất là hay. Rồi cuối cùng trong ngày hôm nay là em có một cái dề thanh đạm hàm long mọi người. Đó, và dề này mọi người nhìn thấy nó kiểu bonsai không? Bonsai tiểu cảnh không? Đó, nó ngắn ngắn luôn luôn, nó hay hay mọi người. Đây, và đang nụ luôn nha. Và đây mọi người xem, đang nụ luôn nè. Về mọi người chăm là có thanh đạm long chơi. Thường thường thanh đạm hàm long á, cái dòng bình thường cái dạ hành và cái lá nó dài to lắm. Mà không hiểu sao có lọt được cái bụi này, bà con người ta đi hái được bụi này nhìn nó lạ, độc lạ mọi người xem. Đúng chất kiểu về chơi bonsai luôn. Đó. Rồi các bác các anh chị nào thích sưu tầm cái dề này thì liên hệ em đặt mua nha. Và cái dề này có giá là 250. Và mọi người chỉ biết đặt vào trong chậu là xong. Nó giống như nguyên bản vậy, cái phần rễ nó đang xen với nhau thành cục luôn. Nó cái đây là cái giống thanh đạm hàm long lùng nè, lùng vàng nhìn rất là đẹp. Mọi người nhìn thấy lạ không? Nó dễ thương lắm. Rồi. Đó thì các bác anh chị có nhu cầu mua loại nào cứ nhắn tin hoặc gọi điện tới số điện thoại em để trên tiêu đề là được nha. Thì giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển á. Phí vận chuyển thì bên đơn vị vận chuyển họ thu. Khách mua lần đầu mua ít thì em ship code cho, thanh toán lúc nhận hàng thôi. Được kiểm tra hàng thoải mái. Còn khách quen còn mua nhiều vui lòng chuyển khoản trước giúp em. Khách quen thì cứ nhắn tin gọi điện báo chốt em gửi đi như mọi khi thôi. Rồi thì em báo giá lại lần nữa nhé. Hoàng Phi Hạt thì em có hai phần rời, mỗi phần là 250. Loại dề thì có hai loại dề đây. Mỗi dề giá 300, một dề đặc biệt giá 500. Hạt đỉnh nâu thì 250.000 một phần. Lúc gửi thì em sẽ cắt ngang đây. Đó, để phần gần gốc thôi. Về mọi người trồng cho đỡ cây, đỡ mất sức. Về chúng ta năm sau chơi hoa cũng được. Hài táo thì 250 một phần nhé mọi người. Phần tầm 8-9 dề. Bạch hoa hoàng đây thì cũng 250 phần luôn, có mấy phần đây thôi. Đơn cam cũng vậy, 250 phần, một loại lan hoa cực kỳ đẹp. Lan lọng tím rất là hiếm đây, thì giá 200.000 một phần nhé. Lan sừng châu thì 250 và thanh đạm hàm long luồng vàng đây thì giá là 250 nhé mọi người. Rồi xin cảm ơn mọi người ạ. Hẹn gặp lại mọi người ở các clip về các loại lan hoa đẹp tiếp theo của Rừng Con Tum ạ.